Câu 4, giả sử độ tăng theo phần trăm lương hàng năm của mỗi công nhân viên chức trong công ty Alpha tuân thủ luật phân phối chuẩn với trung bình 12,2% và độ lệch chuẩn 3,6%. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 9 phần tử được chọn. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 9 phần tử được chọn từ tổng thể ấy tìm xác suất trung bình mẫu nhỏ hơn 10%. À, thì cái này cái biến ngẫu nhiên mình khảo sát là biến ngẫu nhiên là chỉ độ tăng theo phần trăm thì lương đó. Ít là biến ngẫu nhiên chỉ độ tăng theo phần trăm lương hàng năm ha. Thì ở đây mình lấy mẫu 9 phần tử và mình yêu cầu là tính xác suất để trung bình mẫu nó xác suất để trung bình mẫu nó nhỏ hơn 10. Thì cái này là theo cái định lý về phân phối của trung bình mẫu đó. Đúng không? Thì ở đây là ít này nó có phân phối chuẩn nè. Là cái mi của nó là 12,2 phải không? Tức là cái định lý số 2 nè, mình áp dụng cái định lý số 2 nè. Ít này nó có phân phối chuẩn nè, thì ít ngang đó là nó sẽ có phân phối chuẩn mi sigma bình phương chia n. Đúng chưa? Thì theo đề bài đó là chúng ta có là ít là nó có phân phối chuẩn là 12,2, tức là mi này nó bằng 12,2 này. Đó thì em thấy cái chỗ này là mi mi nó bằng 12,2 chứ. Mi bằng 12,2. Và cái sigma ở đây nó bằng là 3,6. Thì ở đây kích thước mẫu của mình nó là n bằng 9. N bằng 9 nè. Vậy thì theo cái định lý về phân phối của trung bình mẫu đó thì cái z là bằng là ít ngang trừ mi chia sigma nhân căn n có phân phối chuẩn 0,1. Đúng chưa? Z bằng ít ngang trừ mi nè chia sigma nhân căn n có phân phối chuẩn 0,1. À. Bây giờ đề bài yêu cầu là tính xác suất để cái trung bình mẫu này nó nhỏ hơn 10. Mà trung bình mẫu nhỏ hơn 10 thì nó sẽ bằng nó tương đương với cái biến cố là z nó nhỏ hơn cái số này. À. Thì cái này đó là mình vận dụng cái chỗ mà cái kiến thức về cái bắc phương trình nữa nha. Thì em có là cái ít ngang nó nhỏ hơn 10 thì cái này nó sẽ tương đương là gì? Em lấy ít ngang em trừ cho mi hết. Thì nó sẽ nhỏ hơn 10 trừ mi đúng không? Vì nguyên cái thằng này em chia cho sigma hết thì nó cũng tương đương luôn. Mà em nhân cho căn n thì cái này nó cũng tương đương luôn. Đúng không? Nhưng mà ở đây là cái n của mình bằng 9 nè. Mi nó bằng 12,2 và sigma nó bằng 3,6. Thì hai cái sự kiện này là nó tương đương với nhau. Biến cố A nó bằng biến cố B thì xác suất của biến cố A nó sẽ bằng xác suất của biến cố B. Đó. Đấy. Thì các em lưu ý như thế. Lưu ý như thế ha. Bây giờ cho nên là ở đây là thầy giải thích là vì sao là cái xác suất của cái ít nhỏ hơn ít ngang nhỏ 10 nè. Nó bằng xác suất của cái thằng này. Và cái chỗ này nó chính là chỗ này nó chính là xác suất cái này mình đặt là bằng bằng z đó. Mình ghi chữ z là cũng 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 được. Vậy thì xác suất để mà cái z có phân phối chuẩn 0,1 này nó nhỏ hơn số này thì bằng phi của số này. Đúng không? Phi số này mình bấm máy ra thôi. Bấm máy thứ nhất này. Cái này bấm ra là mười hai phẩy hai mười lấy 10 trừ cho 12,2 giờ rồi nhân cho căn chín rồi nhân căn chín là bằng 3 rồi chia là cho 3,6 ngoặc lại thôi ra kết quả này đúng không? Là máy 580 nó bấm như thế rồi 570 thì
mở mặt ra 10 nè, từ 12,2 nhân cho 3 chia lại cho 3,6, bỏ cái cụm này sao đi. Có sẵn cái hàm phi đó em, 2,2 nhân cho 3 chia cho 3,6 nó kết quả kìa. Thì cái bài này tới đây là thôi à, tới đây là xong rồi. Tính xác suất, kêu tính tính xác suất, tính xác được ha, cái bài này vậy tới đây được ha em. Rồi ai có thắc mắc thì trao đổi thêm. Câu 5, để nghiên cứu tuổi Hợi của một loại bóng đèn, người ta thắp thử 100 bóng đèn trước cải tiến kỹ thuật. Sau khi cải tiến kỹ thuật, người ta thắp lại 100 bóng, số liệu được cho trong bảng sau. A. Tính giá trị đại diện cho mỗi lớp ở mẫu 1 và lập bảng tần số, tần suất cho mẫu 1. B. Hãy so sánh giá trị trung bình và giá trị độ lệch chuẩn của hai mẫu trên. Rồi, cảm ơn em. Thì cái mẫu số 2 đó là sau cải tiến kỹ thuật này thì em thấy là người ta đã cho cái giá trị đại diện của mỗi lớp ra luôn rồi. À, còn trước cải tiến kỹ thuật thì nó chưa. À, đặc biệt cái mẫu này là nó thử thách cho em ở chỗ là tính giá trị đại diện của lớp đầu tiên và lớp cuối cùng á. À, tính giá trị đầu tiên giá trị đại diện của lớp đầu tiên và lớp cuối cùng. Thì cái này là nó sẽ bằng cái này, nó bằng cái cận trên, đó là cái dấu này nó phải lớn hơn bằng mới đúng. Lớn hơn bằng. Cái dấu lớn hơn bằng. À, để lớn hơn luôn, lớn hơn. Đây nó lấy bằng này. Thì bây giờ mình sẽ tính giá trị đại diện của từng lớp nè. Cái chỗ nào mà nó có hai cái đầu mút á. À, thì mình lấy hai cái giá trị này mình cộng là chia hai được rồi. Ở đây mà thì lập mấy cái lớp này ra sẵn nè, cái lớp ra sẵn nè, cái tần số ra sẵn luôn. Bây giờ mình chỉ còn tính giá trị đại diện thôi, không tính giá trị đại diện thôi. Thì cái lớp thứ hai này mình tính trước đi, không còn cái lớp thứ nhất là tính sao. Giá trị đại diện của lớp thứ nhất là x1. Giá trị đại diện của lớp thứ nhất là mình ghi là x1. Cái này nó cho viết rồi. Thì em nhớ cho thầy công thức là x1 thì nó sẽ bằng là x1 phẩy thì nó bằng x1 nè. Mình mới đi trừ ra phương nửa bề rộng của cái lớp kế tiếp. Như vậy thì mình áp dụng công thức này thì ở đây nó có là x1 là 100 1030, nó trừ đi cho cái chỗ này là 1050. Cái này mình mới chia 2. À, ví dụ thế thì nó ra 1020 nè. À, vậy thì cái giá trị đại diện của cái lớp này nó là 1020. Dạ. Rồi tương tự vậy thì cái lớp thứ hai này là mình cứ lấy hai cái đầu mút mình cộng lại chia 2 thôi. 1040. Này, chỗ này là 1060. Đúng chưa? 1050 cộng 1070 chia 2 ra 1060.
Rồi, cái lớp này là nhiêu? Rồi, chỗ này là nhiêu? 1.000 1.100 không? 100. Chỗ này 1.110 đến 1.130 thì nó là 1.120. Đây là ở đây là 1.130 đến 1.150 thì nó là lấy 1.140. Chỗ này 50 đến 70. Đại ra nhiêu của em? Đếm này. Sáu mươi. 1.160 hả? Ở chỗ này 70 đến đến 1.200, 1.170. 1.185. 1.185 đúng rồi. Đó thì em thấy là cái lớp hai cái lớp này là rõ ràng là bề rộng của nó không không có đều nhau này. Cái này bề rộng của nó là 20, còn chỗ này cái bề rộng của nó lại là 30 rồi. Đúng không? Vậy thì cái lớp cuối cùng. Lớp cuối cùng này á là hay mình hay gặp sai lầm á là mình cứ thấy nó tăng lên 20, tăng lên 20 mình cộng thôi. Mình không có đúng không? À, chắc nó tăng tới 25 rồi. À. Thì cái lớp cuối này đó là mình nhớ cái câu là x x n phẩy nó sẽ bằng là x n cộng cho gì x n trừ x n trừ 1 chia 2. Đấy. Đấy. Thì ở đây là nó sẽ ra là gì, công thức của mình là 1.200 cộng cho mở ngoặc cái lớp này 1.200 trừ 1.170 chia 2 là 1.215, 1.215. Thì mình sẽ hoàn thành cái câu câu A, tức là tính giá trị đại diện cho mỗi lớp ở câu 1, lập bảng tần số tần suất cho câu 1. Thì nó có tần số sẵn rồi, tần số sẵn rồi, bây giờ mình làm sao mình biết được cái kích thước mẫu là nhiêu, sau sau cái tiếng kỹ thuật là nó này, này. Trước cái tiếng kỹ thuật thấp thấp 100 bóng rồi. 100 bóng, bây giờ kích thước mẫu là 100 rồi, vậy số này chia chia cho 100 là tần suất nó là 0,02 luôn nha, lấy tần suất luôn nha. Thì bây giờ ở đây là coi như là mình làm xong câu A ha. Đó, câu A. Bảng tần số tần suất như thế. Bây giờ cái câu B là mình so sánh trung bình và độ lệch chuẩn mẫu của hai mẫu trên. Vậy thì ở đây em sẽ bấm ra bấm máy tính hai lần. Lần thứ nhất thì em sẽ bấm cho cái mẫu số 1, còn thứ hai thì mình bấm cho cái mẫu số 2. Này, ăn cho tao. Bạn nào đang đang mở mic tắt mic giùm thầy. Rồi bây giờ mình sẽ tính cho cái mẫu thứ nhất ha. Tính cho cái mẫu thứ nhất. Bây giờ cái mẫu thứ nhất rồi mình gọi là x đi, mẫu thứ hai mình gọi là y đi. X là cái tuổi thọ bóng đèn trước cải tiến kỹ thuật ha, y là tuổi thọ bóng đèn sau cải tiến kỹ thuật. Nếu mình gọi x thì cái trung bình mẫu tương ứng nó mình gọi là x ngang, mình ký hiệu x ngang. Y này mình gọi là y ngang. Đấy, thì bây giờ trước cải tiến kỹ thuật nè. Bây giờ mình tính hết tất cả cái số này ra này, tính ra coi phải phải như thế thấy không ha. Bây giờ mình bấm lại từng cái giờ bấm theo cái máy này đi, mod tháng một. Hãy
Đây là 1215. Rồi mình sửa tần số lại. Rồi sau đó là mình bấm AC ha. Lên xuống số 2, số 1. 112 112,15 nữa nha. 112,15 ít ngang. Còn độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn là bấm số 5 á. Độ lệch chuẩn XX là độ lệch chuẩn của mẫu thứ nhất đó là 39,26 2625. Cái này là 39,2625. Đó, như vậy thì mình đã tính trung bình mẫu của cái mẫu thứ nhất. Bây giờ mình so coi cái mẫu thứ hai. Mẫu thứ hai thì mình có thể bấm mod 61 rồi. Nhập cái mẫu thứ hai. 1150 160 1170 1180 1190 1200. Cái này nó có 6 lớp à. Thì bây giờ xong rồi nè, bấm AC để tiếp tục. Mũi tên xuống. Trong máy thì vẫn ký hiệu ít ngang, nhưng mà khi mà mình ghi số liệu vô thì mình ký hiệu là y ngang nhé. Y ngang là bằng 1175,5. Bây giờ tiếp tục mình coi thử coi. Số 2. Số 5 á, 5 là độ lệch chuẩn của mẫu 2 là 14,3812. 3812. Làm tròn 4 chỉ số hết ha. Cái này nếu mà mình làm tròn 4 chỉ số thì nó cũng ra như thế thôi. Như vậy thì mình so sánh, ở đây nó kêu so sánh giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của hai mẫu trên. Thì em thấy là trước cải tiến kỹ thuật á, rõ ràng là trước cải tiến kỹ thuật á, thì cái tuổi thọ trung bình đó là nó thấp hơn. Không? Sau cải tiến kỹ thuật về tuổi thọ trung bình đó, thì trước cải tiến kỹ thuật thì trung bình nó thấp hơn, đúng không? Trung bình thấp hơn đó. Và độ lệch chuẩn đó, thì trước cải tiến thì nó lại lớn hơn cái sau cải tiến. Không? Đấy. Thì các em lưu ý đó, là cái trung bình đó, là nó đại diện cho cái giá trị trung tâm của biến ngẫu nhiên. Còn cái độ lệch chuẩn đó là nó thể hiện cái sự phân tán của cái giá trị của biến ngẫu nhiên so với giá trị trung bình. Đó, cái độ phân tán càng lớn thì có nghĩa là cái biến này cái mức độ nó là không đồng đều, tuổi thọ nó không đồng đều. Như vậy thì mình có thể nhận xét sơ lược mà trước cải tiến thì cái tuổi thọ trung bình của nó là trước cải tiến thì cái tuổi thọ trung bình cái đó là thấp, nó lại không đồng đều nữa, không đồng đều thể hiện cái chỗ cái độ lệch chuẩn của nó rất là cao, 39 là. Thì sau cải tiến thì cái tuổi thọ nó chẳng những nó tăng lên mà cái bóng đèn nó lại đồng đều hơn, thấy không? Là thể hiện cái chỗ cái độ lệch chuẩn mà mẫu nó là thấp hơn, mặc dù mình đều khảo sát chăm bóng hết.